នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេបំផុតនៅប្រទេសវៀតណាមលោកផាំញ៉ាត់វងដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាមហាសេដ្ឋីលេខ1នៅប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានទស្សនាវដីហ្វប តាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវៀតណាមដែលបានកត់ត្រាពីប្រវត្តិរបស់លោកផាំញ៉ាត់វងខ្លះៗបានឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនយៈរបស់វៀតណាមវិញគ្រុបរូបនេះគឺជាអតីតនិស្សិតដែលបានទៅសិក្សានៅរដ្ឋធានីមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90លោកក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញដែលជាទីកន្លែងដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងរបស់ខ្លួនគឺ
Hai krum hun nih rok chomnol pracham chnam proman 150 lien dollar brit. Lu krai mok nei chnam 2001 mahasathai Vietnam dae pachabon vay 51 chnam rup nih ban trolop mok miet tok prateh robos khluon vinh. Doi ban chou mok prolop leu visay acharana trop khana dae pe noh visay acharana trop neu Vietnam kompong tae puh chruk khlang. Mộc rốc xì nơi Việt Nam bàn chật đập chân em bốn cư nơi chân em bị bọn phạm bốn lục Pham Nhat Voung có bàn xong rách chất lụa cầm hôn à hà phát phút rồi bỏ lụt. Nơi bổ tế ôi kia nốt từ áo cầm hôn Nestle đời lúc bàn bắt đầu từ lời ca viên dục ta nơi khăn ông bổ tế Việt Nam vĩnh. Nhi cầm lông ca viên dục nơi khăn ông bổ tế Việt Nam lục Pham Nhat Voung có bàn bằng cao cầm hôn viên phía lên nơi chân em bị bọn mỗi. Đội bắt đầu từ lời ca áp phí vốt nơi khăn ông bị sai và đệ sẵn thà ra cách nâng cổng sáng được khăn ông tì cổng nhà trạng. Mùi chân em cơ đoàn mơ bố cư nơi chân em bị bọn bị, đòi lụng mơ khơi nhỏ các nâng xã cả đàn được bố nơi khăn ông bị sai ở trọng trọc căn tại vườn chai. Lục Pham Nhat Voung bàn chấp ở đám bụng cơ cổng hôn thông mây mùi tiết để mình chung mùa thà vinh khóm, nơi rốt thiền đi Hà Nội. Đội bắt đầu từ lời ca áp phí vốt ở trọng trọc bài bình trị cảm. Phép chụp chơi đỏ thông rồi bỏ cổng hôn tiền phí này mọc rộng xì nơi bởi tế Việt Nam bàn trầm tài mùi chân em bởi nó. Mở hai sơ thay Việt Nam vây gần đa rộng nếp bàn xâm lại chất đã cổng hôn rồi bỏ luôn. Châu tư khăn ông xa hôn nơi chân em bí bọn phí. Đói bóng cao chìa cổng hôn xâm phoán Vinh Group. Cổng hôn xâm phoán Vinh Group căn tài miên ở thị phố khăn lăng nơi khăn ông sẽ được kết Việt Nam. Nâng ban cho chương khăn mùi nơi khăn ông vị sai lũ riêng kà rìa lây nâng biến nơi chế kém ở chân là trọng. Miên công rộng thông thông chế chá ra nơi kìa nổ đá ở đài cổng hồn nế từ tổ bàn phiếp chụp chơi khăn chế sẽ đánh cư công rộng Wincom Mega Moroya City. Nơi ruột thiền đi Hà Nội đã tạo bàn kê skoa thả. Chỉ tí trang lũ riêng nâng cổng sàn trọng rốt đồ thông mùi nơi ở gì. Nơi chân em bị bọn bạm buôn này đã lộ Pham Nhat Voung trở bàn tuốt sản áo vào đầy phòng. Chát trong nà thân ạ thai chìa mở hà sẽ thay bị phục lúc miền chiến kệ bóng phốt lũng đắp mùi rõi cao sạp bạm. Cất trầm tháng ngày thì mở phây buôn công phía chân em bị bọn đắp bạm buôn. Đại miền trô sông bắt xuất xã rốt bạm mạng bạm bì cho bạm bây bọn liên tờ lá ảm rịch. Khả nạ đại trô sông bắt xuất nét vốt rõ bỏ lúc bàn cao lao bấy cho 2 liên đô la Amrit thiếp nâng chân em buồn. Bác cho bọn cổng hôn Vinh Group trở bàn kê skoa thay chìa cổng hôn Vinh này dốt. Lớp bọn đông ai cho nạ trọp thông chiên kê bọn ốc nơi Việt Nam. Hãy cậu bàn bọn rít luôn căn tại thông lang chìa bọn tốp nơi khăn ông bị sai lũ rì. Logistic, cả sĩ cảm, cá ổ rung nâng sổ khá bị bác phong đài. Cho ta nơi khăn ông bởi tế Campuchia rồi bỏ dưỡng ta nở ná để chia cổng phu nẹo viên đề dục đột thông trên kế phần này ai chào nở trọp nơi khăn ông bởi tế Campuchia nơi khăn ông chân em bị bỏ đập rộng buồn này. Bảo bóng bốn chú chân video này, xong chú like, comment, hay subscribe rồi đã xin nhé bằng tầng. Đồng bây cùng mọi khó khăn càng tốt nào video được cả.